Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện đó là miễn truyện Sư Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. chương à, thứ 61 Tình thế rối ren chuyển ngữ Giang Hồ cứu nguy. Khi nhóc Nhậm Tam thò đầu từ dưới đất lên, rứt chặt chân của Tần Bất Hiếu Ngô Miễn cũng đã áp sát ông ta rồi Gậy như ý trong tay y vung cao Trực quật xuống đầu Kẻ đang ngồi ở ghế chủ tầng thứ ba Của Vấn Thiên Lâu này Xưa kia bọn họ lây hại địch một Đã đủ khiến Tần Bất Hiểu chảy te khói Bà nãy Ông ta lại tận mắt chứng kiến một già một trẻ Quy miễn Đánh cho bách vô cầu luôn vào mặt đất như thế nào Vậy nên Ngay trước khi cây gậy trong tay Ngô Miễn kịp quật xuống Tần Bất Hiểu đã sử dụng thuật đằng không đầy cơ thể lao về một hướng khác. Nhọc nhậm tam đang liều chết, tùm lấy cổ chân của ông ta bên dưới chưa kịp phản ứng, cô bị kéo bay theo. Đòn tấn công của ngô miễn chậm một nhịp, sau khi tung đòn không trung đích, in ngẩng lên, nên có thể tần bất hiểu bay lên lửng giữa không trung. Nhậm Tam vẫn đang níu chặt lấy một bên chân của ông ta Mặt bé con đỏ bừng Xem ra là muốn dùng hết sức bình sinh Kéo cho tấn bất hữu hạ cánh xuống đất Thuật đằng không chẳng phải loại thuật pháp siêu phàm gì Sau khi bay lên Còn khiến bản thân hoàn toàn Nằm trong tầm tấn công của đối thủ Ngoài ra nó không có điểm tựa Nên không thể sử dụng được Một vài thuật pháp mượn sự hỗ trợ Của mặt đất Có rất ít tu sĩ si dám dùng loại thuật này Khi đang giao chiến Hiện tại cơ thể tần bất hiểu lơ lửng giữa không trung thế kia Tần nhiên ngô miễn không bỏ lỡ cơ hội liền thả một con rồng xét lửa Về phía ông ta dòng xét lửa gào rú lao vào tần bất hiểu ông ta lại không có vẻ gì là muốn tránh để mặc con rồng bằng thuật pháp này đâm vào mình rồi vỡ vụn thành vô số tia lửa điện rơi xuống xét và lửa có thể nói là tối kỵ với thằng bé nhậm tam nó vừa nhìn thấy rồng bay liền thả tay ra và chui thẳng vào lòng đất rồi trước khi ánh chớp trói mắt tan đi ngô miến đã lẻn tới trước mặt tần bất hiểu quật gậy như ý xuống y đã từng sử dụng chiêu thức này trước đây nên tần bất hiếu cũng có chuẩn bị sẵn dòng xét lửa vừa vỡ vụn liền để mình rơi xuống đất khiến thành niên tóc bạc kia đánh hụt tuy nhiên tần bất hiếu chẳng thể vui mừng được lâu chất ông ta chạm đất là lập tức thấy quỷ bất quy ra đến khó tả đã đứng sừng sững trước mặt Quỷ bất quy cũng đoán trước được hành động của tần bất hiếu nên chỉ việc đứng ngay đó đợi cá tự chui đầu vào giỏ Người đang dẫm lên chân của ông đây Bây giờ Tần Bất Hiếu mới nhận ra Hình như chân mình đang đặt lên thứ gì Đẩy bước lùi về sau Thì Ngô Miễn cũng rơi xuống Ngay bên cạnh Quy Bất Quy Lại cục xúc vung gậy như ý lên Nhắm vào phần đầu Tần Bất Hiếu mà quật Kẻ kia còn mài đề phòng Ông già Quy Bất Quy đang cười đều với mình Khi Ngô Miễn vung gậy lên Rồi mới hốt hoảng né tránh Đầu lùng bàn chân của ông ta nhấc lên Thì một đôi tay nho nhỏ lại thò ra từ dưới đất kéo nó lại. Trần Tần Bân Hiếu hấn một nhịp, cơ thể theo đó đổ nhào về một phía. Thuật pháp của Tần Bân Hiếu Cùng có thể nói là thượng thừa. Cơ thể vừa mất thăng bằng đã lập tức niệm thuật để trốn khỏi trận đánh hội đồng này. Chưa đầy một nhịp thở, hình bóng ông ta đã trở nên mờ nhạt. Nhưng tốc độ vẫn không so kịp với ngô miễn. Vừa mới niệm chú, thuật pháp vừa kích hoạt thì gậy trong tay y đã giáng xuống rồi. Chỉ một tích tắc chậm chế đó gãy như ý Sượt qua cơ thể tần bất hiếu Sau giây lát Ông ta hiện thân bên cạnh hoàng đế già Với sắc mặt tái nhợt Đừng nói gì đó với kẻ giả mạo kia Ai ngờ lúc mở miệng Lại ọc ra một búng máu tươi Sau khi phun máu Mặt tần bất hiếu đã tái lại càng tái hơn nhưng có vẻ đã đỡ hơn trước một chút. Tần bất Hiếu nhìn về phía ngô miễn và quý bất quy đằng xa, nói to cho ỷ đông hiếp yêu ấy cũng là do đại phương sư tư phúc dạy sao bất quỳ huynh chẳng lẽ vừa rồi ta đã nghe lầm ngài đã nói sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa ta và ngô miễn huynh mà ông đây nhờ do mình nói gì còn hơn nhà ngươi đấy quy bất quy cười nhạt đáp trả <laughs> vừa rồi ông giả đây có đánh ngươi hay làm mắng ngươi à có động đến cái ngón tay nào của ngươi không họ tần kia Vừa rồi lúc ngươi rơi từ trên trời xuống Còn cố tình đạp chân lên chân ông già đây Ta chưa nỡ nói một câu nặng lời Thế mà lại bị vu thành ỷ đông hiếp yếu sao <laughs> Ta năm này đã trăm tuổi rồi Mà chưa gặp cái trường hợp nào Không biết xấu hổ như thế này Đã đạp lên chân của người ta rồi Còn vu vạ ngược nữa Một chàng giáo huấn sổ ra Tần bất hiếu thậm chí Không thể phản bác được câu nào Quý bất quý nói không sai Vừa rồi là một màn tự mình tự dọa mình Chẳng liên quan gì đến ai cả Tần bất hiếu Không còn dám ý kiến nữa Mà hoàng đế giả nãy giờ Vẫn chưa có động thái nào Đột nhiên bật cười lạnh Thở ơ nhìn tần bất hiếu bên cạnh Rồi lên tiếng Tần tiên sinh đã tán nhảm xong chưa Nếu người cảm thấy Nói vài lời là có thể khiến những tên Loạn thần tạc tử này chết hết Thì nói tiếp Còn không thì mau động thủ đi tần bất hiếu có vẻ sợ hoàng đế giả Nếu ông ta hoàn toàn không có phần thắng khi đối mặt với quy bất quy ngầm ngừng một chút ông ta trả lời hoàng đế giả ta không thể cầm cự được lâu lời vừa dứt tần bất hiếu hất tay gọi ra thanh kiếm ngắn màu bạc và đem nó về phía quy bất quy còn bản thân mình xông lại chỗ nhóc nhập tam và ngô miễn thanh kiếm bạc kia như có trí khôn biển thay đổi đường bay trong không trung lợn hết góc này đến góc khác để chọn chỗ đâm vào Quy Bất Quy. Ông già nhận ra thanh kiếm đã bị Tần Bất Hiếu làm gì đấy, nên rất thận trọng, tuyệt đối không để mình có bất kỳ sự tiếp xúc nào với nó. Nhất thời Quy Bất Quy bị kiếm bạc ngăn cản, không thể phân thân ra hỗ trợ cho Ngô Miễn và Nhậm Tam được. Bây giờ giữa Ngô Miễn, Nhậm Tam và Tần Bất Hiếu đã là một cuộc ẩu đà Tần Bất Hiếu hiểu rõ các chiêu thức phối hợp chiến đấu của hai người đối diện. Nhưng ông ta lại vừa trúng một đòn sượt qua của gậy như ý Dù vết thương không đến mức cực kỳ nghiêm trọng Thì vẫn gây ảnh hưởng tới thuật pháp và tốc độ của ông ta Cuộc ẩu đả giữa ba người Hai địch một Vậy mà tần bất hiếu lại không thể chiếm thế thượng phong Trừ bốn người đang ẩu đả Những người còn lại trong quảng trường tế tổ Đều chỉ bằng quan chứng kiến sau khi cấm về quân Dệt hết bảy yêu quái mấy chục con Chu Kha định thừa thắng sông lên Gô cổ tên hoàng đế giả mạo kia lại Đang định ra hiệu lệnh Ngờ đầu hoàng đế thật Lại quay sang bảo Để cả đó sông đến phút chót đi Chân muốn xem là kẻ nào Dám phạm phải tội đại nghịch bất đạo như vậy Bạch quan triều đình Đều đã nhìn thấy chuyện xảy ra nơi đây Không sử chạm tên giặc này Trước mặt bá quan văn võ Tương lai ăn sẽ có tiểu nhân mang ra biểu diếu chu kha không dám kháng chỉ hoàng đế bèn gói tất cả cấm vệ quân quay về bảo vệ xung quanh lưu triệt có đại phương sư và những người kia ở đây thì ắt hẳn không còn biến cố gì tình thế gần như có thể dự đoán trước được nhưng hoàng đế giả phía đối diện vẫn đứng ngây ngang tại đó như thể chưa nhìn thấy thất bại đã định của hắn vậy hắn không hề có ý nghĩ chạy trốn khiến tướng quân đầu lĩnh chu kha cứ thấp thỏm bất an bên phía thầy trò quảng nhân và thượng sư huyền minh cùng dân kỳ quái ba người đứng trên đài cao không bên nào có vẻ sắp sửa làm gì dù là ai cũng chẳng hiểu được ý đồ của ba người họ nếu lao thuật sĩ họ tịch kia không chạy tới pha đám và thầy trò quảng nhân chịu hành động sớm sớm một chút thì dù có là huyền minh hay hoàng đế giả và tần bất hiếu cũng không thể thay đổi được bàn cờ đã định rõ thắng bại này ngô Miễn và quy bất quy bông dừng biến thành trung tâm của trận chiến trong quảng trường xong sau vài lần y và nhóc nhậm tam phối hợp vô tác dụng tần bất hiếu đã chuyển sang nắm thế chủ động thấy quy bất quy vẫn bị thanh kiếm bạc quân lấy không thể thoát thân tần bất hiếu chớp khoảnh khắc giữa đòn tấn công nói với ngô Miễn ngô huynh huynh là người được lâu chủ coi trọng ta không có ý làm kẻ địch của huynh Huynh cũng đã thấy rồi đấy Dù có lấy hai địch một Thì hai người các huynh Cũng không phải là đối thủ của ta đâu Ai bảo ngươi Là ta lấy hai địch một Ngô miến còn chưa dứt lời Con khỉ sắt kia Đã rơi xuống từ giữa không trung Nó kêu một tiếng kỳ quái Rồi lao vào tận bất hiểu Trường 62 Bộ mặt phía sau hoàng đế Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy trước lúc tiến cùng quê bất Quỳ đã để khỉ sa di trốn ở nhà dân lân cận hoàng cung khi hoàng đế giả mạo và tần bất hiếu xuất hiện ông già liền gọi con khỉ sắt này đến chẳng qua hoàng cung quá lớn khỉ sa di chạy hơi lâu mới tìm đến nơi có khỉ sắt tham gia vào đội tình hình trận chiến giữa ngô miễn và tần bất hiếu lập tức thay đổi còn khỉ kia hoàn toàn khác với ngô miễn và nhậm tam luôn phải lo lắng bảo vệ bản thân nó không thiết sống chết gì cả cứ điên cuồng xông vào tần bất hiểu Nếu vừa rồi vị chủ tầng 3 này không bị thương Và thanh kiếm bạc không phải đi quay nhiễu ông già quê bất quy Thì tình thế đã khác Hiện tại ông ta có thể tạm thời đối phó với một người Một pháp khí Một tinh linh trước mặt như vậy Là đã để sư tổ trong nhà trợn mắt lên rồi Sau mấy chiều thức Khi sát sa gì bông rống lên Phôn ra một tia sang chói về phía tần bất hiểu Dưới tình thế lúc này làm sao Tần Bất Hiếu dám chủ động tiếp đón chứ Ông ta vội vàng Dùng toàn bộ sức lực để nghiêng người né đi Tia sáng bay sườn qua chán ông ta Tần Bất Hiếu đang thầm thấy may mắn vì né được Nhưng còn chưa kịp thở ra Đã cảm thấy một luồng gió lạnh ập đến sau lưng Qua khoe mắt Ông ta nhìn thấy cây gậy màu trắng Của thanh niên đầu bạc ngô miễn Đang vung về phía mình Giờ có muốn né cũng chẳng thể Tần Bất Hiếu cuống quyết tập trung hết thuật pháp toàn thân về phía lưng để đỡ cú quật này ngay khi cây gậy kia sắp giáng xuống một cái bóng chợt lướt qua mấy người bọn họ sau đó tần bạch hiệu vôn đạn nhắm mắt cầu nguyện biến mất ngay trước mắt ngô miễn và nhậm tam khi đám người nhận ra thì cả này đã đứng ở cách xa mười mấy trượng rồi Sắc mặt ông ta trắng bệch xem ra vừa rồi chính ông ta cũng nghĩ mình đã thập từ nhất sinh không ngờ đến thời khắc quan trọng lại có người cứu. Người cứu Tần Bất Hiểu chính là gã hoàng đế già. Chỉ trong tích tắc, vậy mà hắn có thể kéo được Tần Bất Hiểu đang nằm dưới gậy như ý của ngô miễn ra ngoài. Nếu chậm một chút thôi, hẳn lúc này tên lịch sự quá đà kia đã là vong hồn rồi. Người có năng lực như vậy, ngoài gã chủ lầu Vân Thiên thì còn ai khác nữa. Sau khi thoát chết trong găng tấc Tần bất Hữu không còn tâm trí điều khiển thanh kiếm bạc nữa Thanh kiếm mất tự chủ rơi xuống Quy bất quy Bèn xé một đoạn tay áo Quân lấy làm mây vòng quanh thanh kiếm ngắn này Rồi cẩn thận cất đi Có lẽ đây là thanh kiếm phản chủ gì đấy Có xuất hiện ở phần hậu chuyện thì phải Xong xuôi Ông già đi tới bên cạnh ngô miễn Đoàn cười ha hả Với hoàng đế giả mạo Và tần bất hiểu Vẫn còn chưa hoàn hồn nơi xa <laughs> à, trong tình huống như vừa rồi Mà vẫn có thể cứu được người ra Nhân vật có bản lĩnh ấy Dù một bàn tay của ông già này để đếm Cũng quá thừa thái Chúng ta nói thật với nhau đi Vừa rồi ông già ta chưa hiểu rõ Còn tưởng ngươi Chính là vị đại nhân kia của Vấn Thiên Lâu Xem ra ta lầm cầm rồi Người vẫn không phải Người mà ta dự đoán Ngồi bên đứng cạnh Cũng cười nhạt tiếp lời cây câu khó coi này kia hôm nay lên sân khấu lâu thế rồi mà chưa thấy ngươi nói nhỉ lời ngô miến đánh trúng chỗ hiểm của hoàng đế giả thành niên tóc bạc vừa dứt lời hoàng đế giả đưa bên cạnh tần bất hữu liền bật cười vẫn dùng giọng giống hệt của vu đế cất tiếng một lão giả tai quái như quy bất quy đã đủ làm ta đau đầu giờ lại kẹp thêm một tên tai quái còn nữa xem ra hôm nay không giải quyết xong các người thì sau này các người sẽ còn khiến ta đau đầu nhiều đấy vậy phải xem bản lãnh của ngươi thế nào ngô miễn khinh khỉnh nhếch miệng chúng ta ở ngay đây giải quyết thì giải quyết nhanh đi không ai chờ lâu được đâu hoàng đế giả cũng cười theo ngô miễn <laughs> tính cách của người chẳng hề thay đổi Nếu người không phải người được từ phúc chọn thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi với cái tính cách ấy đấy Kể từ khi chắc chắn tên này Không phải hoàng đế chân chính Trong lòng quy bất quy Luôn suy ngẫm xem hắn là ai Tên của hắn gần như Đã sắp bật khỏi miệng rồi Nhưng mai vẫn không thốt ra được Giờ ngày hắn ta nhắc tới từ phúc Ông già bóng trò thẳng vào Cười lên hờ hớ <laughs> Quảng hiếu Ông già ta đã bảo Sau mấy năm nay chẳng nghe được chút tin tức nào của ngươi hoa ra là chèo lên vẫn thiên lâu Nói thế nào thì ngươi cũng là người có tiếng nói của phái phương sĩ Hẳn gã chủ lầu kia Phải cho ngươi ngồi ở một cái vị trí xứng đáng chứ hả Hẳn là cho ngươi ngồi tầng 30, 31 gì đấy Ngươi phát tài như thế Sau này đừng có quên đại ca giả ta đây Lúc mới nghe thấy tên của Quảng Hiếu Ngô Miễn vẫn chưa liên hệ Quảng Hiếu Và Hoàng đế giả với nhau Phải đến khi Quy Bất Quy nói xong Y mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê Nhân vật có thể cứu được tần bất hiếu Từ dưới gậy như ý của y Lại còn có thù oán riêng với y Trừ tay Quảng Hiếu đào tẩu khỏi phái phương sĩ này Thì thật đúng là không nghĩ ra ai khác Thầy thân phận bị vạch trần Hoàng đế giả Thôi không nhái giọng của lưu triệt nữa Vùng tay vứt qua trước mặt vài cái rồi nói Khắp thiên hạ Cũng chỉ có quy sư huynh Là có thể nhận ra ta Đã nhận ra rồi Thì không cần nhiều lời nữa còn trăng trôi gì cứ để xuống luân hồi đi trong khi nói những lời này gương mặt của hoàng đế già đã hoàn toàn thay đổi trở thành một người đàn ông tóc trắng mặc áo long bào chính là quảng hiếu một trong tư đại đệ tử dưới trướng từ phúc thời bấy giờ sau khi lộ mặt thật quảng hiếu nói với tần bất hiếu bên cạnh và thượng sư huyền minh vẫn ở trên đài cao không cần che giấu nữa mau hành động bảo chúng chết hết là thời khắc tân hoàng đăng cơ Tiếp theo còn rất nhiều việc phải lo Đừng lãng phí thời gian Bóng thượng sư huyền minh Đứng trên bục cao lập tức biến mất Chỉ thoáng cái đã ở ngay phía sau Quảng Hiếu và Tần Bất Hiếu Quảng Hiếu cười nhạt nói tiếp Thượng sư ta không sai phải không Trên kia căn bản chẳng có quảng nhân gì cả Đại phương sư của chúng ta Đã chạy về môn phái từ lâu rồi Thật sự không phải quảng nhân Huyền Minh Đức sau Quảng Hiếu cũng cười Thật lạ lừa ta một vô đau Để biết sớm thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều Bây giờ Chu Kha thông lính cấm về quân Bảo vệ lưu triệt đằng xa Đã phát hiện ra sự bất ổn Lập tức thì thào vào tai hoàng đế Bẩm bệ hạ Sự việc hôm nay không ổn Thần xin to gan mời bệ hạ Di giá ra doanh trại Có 10 vạn binh lính túc trực ngoài thành hai vị tiên sinh ngô quy đang ở đây bệ hạ không cần lo lắng về hành trình lần này chu kha người sợ chết như vậy sao Chấm không sợ thì ngươi sợ cái gì lưu triệt coi thường lời khuyên của chu kha hắn cười nhạt nói tiếp trẫm sẽ ở ngay đây để xem những tên loạn thần tặc tử kia gây khó dễ cho trẫm thế nào nào vũ đế đã nhất quyết không chịu đi chu kha chẳng còn cách nào Đành bảo tướng sĩ xung quanh mình Tập trung 12 trên 10 tinh lực Sau đó gọi người thân cận đến Lệnh cho hắn nhanh chóng chạy về Đại doanh cấm về quân Gọi tất cả những binh lính tướng sĩ Đang ngồi trực tới đây Tiện thể chạy ra cả ngoài thành Hội thúc 5 vạn đại quân vào thành Với tốc độ nhanh nhất Trong lúc chủ khá tất bật dặn dò cấp dưới Tình hình đối diện đã có diễn biến mới Trừ quy bất quy và hòa sơn những người còn lại có thái độ vô cùng khác biệt với chân tướng về danh tính của Quảng Nhân. Ai có thể ngờ Quảng Nhân luôn ở cùng với họ suốt mấy tháng này lại không phải là Quảng Nhân chứ? Khi đám đồng đang ngỡ ra, tại Bất Hiếu và Huyền Minh nhờ có sự thống nhất từ trước, cùng bất ngờ xông vào phe Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Ngay thời điểm này, Hòa Sơn vốn đang đứng trên bục tế tổ, cũng lập tức hiện thân bên cạnh Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Cho dù giữa bọn họ trước giờ luôn bất hòa Nhưng sự việc hôm nay Không thể quan tâm quá nhiều thứ được kata ta xung phong đón đầu tần bất hiếu trước tiên Hòa Sơn vốn nghĩ Nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy Sẽ phối hợp cùng gã Tập trung hạ gục từng đối phương bên phe Quảng Hiếu một Ai ngờ Khi Hòa Sơn xông vào tần bất hiếu Thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy Lại hoàn toàn mặc kệ Chỉ tập trung vào Thượng Sư Huyền Minh Ở một hướng khác Hết trường 62 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 63 Bên trong và bên ngoài cửa cung Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy Hòa Sơn đã từng một mình giải quyết Hết mười mấy tên chủ tầng tay sai của Vân Thiên Lầu. Nếu sau khi đối mặt với tầng bất hiểu Mới biết thế nào là tranh lệch thực lực giữa các tầng lầu về chủ tầng thứ ba này Đã từng bị ngô miễn vụt cho một cái nhưng lại vẫn có thể chịu đựng được sự tấn công toàn lực của Hòa Sơn Đây còn là do Tần Bất Hiếu Phải phân tâm để ý bên kia quy bất quy và ngô miễn Chỉ sợ bọn họ rảnh quá Đổi ý nhảy sang đánh lén Nếu ông ta tập trung toàn bộ sức lực đánh Hòa Sơn Có lẽ bây giờ thắng bại đã rõ Khi Quảng Nhân đóng giả Cũng đồng hành cùng Hòa Sơn Tần Bất Hiếu mới bắt đầu nghiêm túc hơn Chỉ tiếc thuật pháp của Quảng Nhân giả Còn yếu hơn cả Hòa Sơn nên thế nào Cũng không ra đại phương sư thật Hai người họ phối hợp Chẳng hề có kết cấu gì Còn lâu mới so được với thủ pháp Vừa bổ sung cho nhau Vừa phối hợp lẫn nhau của Ngô Miễn và Nhậm Tam Lại nói về tình hình bên phía Miễn, Quy, Tam, Khỉ Sắt và Huyền Minh Khi thấy ba người một pháp khí này Hùng hồ sông đến Trong lòng Huyền Minh Có vô vàn suy nghĩ lướt qua Thuật pháp của hắn ta vốn cao hơn tần bất hiểu nhiều lắm phải chiến đấu với ngô miễn Nhậm tam và con khỉ sắt kia Cũng chẳng sao Nhưng mà hắn ta tưởng mục tiêu của quy bất quy Là quảng hiếu chứ Bởi vì nhìn thế nào Thì hai người bạn cũ này xông vào đánh nhau Mới là có logic Ai ngờ Đừng một nhân vật cộm cán Trăm năm như quy bất quy Lại không biết liêm sỉ Bòn chèn vào giữa một thanh niên trẻ măng Và một con tinh linh nhân sâm cởi chuồng Để đánh hội đồng hắn như vậy còn một điều huyền minh phải rửa mắt trông theo chính là cái tay đã từng là nhân vật lấy lừng trong phái phương sĩ mang danh quảng hiếu kia chỉ đứng đó thờ ơ quan sát không hề có một ý định giúp đỡ hay hỗ trợ ngồi biến vào quý bất quy phối hợp vô cùng hoàn hảo thậm chí huyền minh còn không có thời gian mà thở lấy hơi đấy là do ông già không nỡ uổng phí qua nhiều thuật pháp vào huyền minh chưa biết tương lai gặp phải tịch ưng chân sẽ là cái dạng gì Kế hoạch của Quy Bất Quy Là xài từ từ chốt thuật pháp này Để khi quỷ môn quan mở ra Nếu mà ông già bật hết hoàn lực Lại có ngô miễn Và mấy đứa kia phối hợp Thì chỉ cần kể sau một câu chuyện cười Là huyền minh đã tan thành mây khói rồi Mới chỉ trả hỏi miễn Và Quy một lát Đã khiến huyền minh đổ hết đom đom mắt Hắn ta không kịp nghĩ nhiều nữa Hét toan lên với kẻ Đã từng là người của phái phương sĩ đằng xa Quảng Hiếu Người có ý đồ gì hả Hai chúng ta mà tan biến Thì kẻ tiếp theo vào luân hồi Chính là người đấy Nóng này quá nha À mà dùng lời của chủ nhân của người Thì phải là khó coi quá nha Quảng Hiếu lắc đầu Cười nhạt nhìn huyền minh Cơ thể lóe lên Nhảy mắt đã ở bên cạnh hắn ta Và tách nhóm ngô miễn quý bất quỷ làm hai Chẳng qua Quảng Hiếu rất lươn lẻo Cục xương khó gặm Thì bỏ lại chỉ lừa ngô miễn và nhóc con nhân sâm với khi sắt đi mà thôi dù huyền minh bị vứt lại với đối thủ khó nhằn nhất là quy bất quy nhưng như vậy vẫn giúp hắn thoải mái hơn một nửa rồi bàn về thuật pháp huyền minh có vẻ không bằng được ông già tức là ông già không lờ uổng phí năng lượng để tung ra chiều có sức công phá lớn hai người tạm thời đấu nhau ở thế bất phân thắng bại tình hình bên phía quảng hiếu cũng tương tự vừa rồi đang đứng quan sát ngô miễn nho con nhân sâm và khỉ sắt một hồi hà na suy ra được cách thức phòng thủ các đòn tấn công của ngô miễn và nhậm tam rất khó có tác dụng chẳng qua khỉ sắt sa di lại hơi khó nhằn mấy lần có cơ hội không chế được miễn và nhân sâm thì lại bị con khỉ này lấy thân ngáng đường danh sừng để nhất luyện khí sư đúng là không phải hão huyền quảng hiếu từng đánh với pháp khí luyện bằng thép bằng đồng chỉ nhai mắt là có thể biến chúng thành đống nước thép, nước đồng. Nhưng con khỉ bằng gang này thì chẳng hề hấn chút nào. Đánh nó mấy cái, nó vẫn dần nành mua vút xông vào hắn ta. Có khỉ sắt ở đây, tình thế chiến đấu cũng là ngang cơ nhau. Cả quảng trường tế tổ toàn là tiếng sớm xét nổ ẩm ý và những bóng người thoát ẩn thoát hiện. Chu Kha đứng bảo vệ hoàng đế đằng xa xem mà toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tiếng rằng vì hoàng đế hắn ta đang hộ giá lại có vẻ vô cùng hứng thú. Mấy lần Chu Kha đã thử khuyên nếu lưu triệt đều gạt đi. Nếu là mấy năm trước kia khi Chu Kha còn là trung lang tướng hắn sẽ đích thần vác hoàng đế đến nơi an toàn. Tiếc thay bao nhiêu cảnh sắc của võ an hầu đều bị mài mòn trong chốn quan trường. Cuối cùng chẳng thể làm được chuyện như khi còn hộ tống Hoài Nam Vương vào kinh nữa. Đến lúc này Thay giám tổng quản tới truyền tin Bên ngoài đã có 50.000 quân binh hộ giá Biết tin viện quân đã tới Chú Khá mới thở vào nhẹ nhõm Sau khi xin ý chỉ của Lưu Triệt Thì chia đại quân 5 vạn người ra ba đợt 3.000 người sẽ xông vào trong quảng trường Tế Tổ Tạo thành một bức tường người Ngăn cách giữa vua đế Và mấy tên phản nghịch Dù cho Quảng Hiếu Và hai tên còn lại Có bỏ qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy để đến làm gì hoàng đế Thì ba ngàn người sẽ dùng mạng của bọn họ Đổi lấy cơ hội chạy trốn cho hoàng đế 47 ngàn người còn lại Chia thành hai nhóm canh giữa bên ngoài quảng trường Chỉ cần lưu triệt thoát thân Sẽ xông vào trong như thủy triều pha tuần của đám tu sĩ Cho dù cao siêu Thì vẫn không có phần thắng Khi đối diện với đại quân 47 ngàn người Khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa Ba ngàn binh lính đã đứng chắn trước mặt Chú Kha mới bình tĩnh lại Nhưng chỉ cần Lưu Triệt còn ngồi ở đây Thì hắn ta không thể yên tâm nổi Bầu rừng trong lòng tương quân thống lĩnh Lại có một hy vọng rằng Đám người Quảng Hiếu Sẽ nhích về phía bên này một chút Dù là dọa người ở đây một chút cũng được Chỉ cần ba người đó Làm được hành động khác thường gì đấy Chú Kha có thể Nhân cơ hội dân Lưu Triệt rời đi khi trong lòng Chu Kha đang dối bời toan tính Quang Hiếu bông thét vang trời Rồi rút một thanh trường kiếm từ không khí Thanh kiếm này vang lên tiếng rồng gấm Quảng Hiếu vùng kiếm về phía ngô miễn Một quần sáng màu vàng nhạt Nhanh chóng lan ra Đuổi về phía y Hiện tượng lạ khiến ngô miễn và nhậm tam Không dám bất cần Đến khi sát xa gì Cũng né qua một bên dưới sự chỉ huy của ngô miễn Y và nhóc nhân sâm Lùi về thật xa Tránh khỏi quần sáng quái dị kia Đúng thời điểm ấy Quảng Hiếu lại hét lên một tiếng Bỏ qua bọn họ Lao về chỗ lưu triệt Khi ngô miến đuổi theo Phía sau Quảng Hiếu Thì Linh xuất hiện Một người trẻ tuổi tóc trắng Ăn mặc như phương sĩ Chính là đệ tử quán vô danh Mà chưa chịu lộ diện của hắn ta Hai thầy trò này phối hợp vô cùng điệp nhàng Trong lúc lướt qua nhau Quảng Hiếu đã giao cho quán vô danh Thanh trường kiếm kia có kiếm trong tay Quán vô danh liền thế chỗ sư tôn của mình Đón đầu ngô miễn Còn Quảng Hiếu vẫn tiếp tục Xông về phía Hán Vũ Đế thấy tình thế như vậy Ba ngàn binh sĩ vừa vào đội hình Lập tức hình thành tường chắn Theo lệnh Chu Kha Về phần Chu Kha Người này không mang đến lời Hoàng đế nữa Huy động mấy trăm cấm quân xung quanh nhấc vua lên Rồi vác về phía cửa cung Cây hơn 10 trượng phía sau chỉ cần bọn họ chạy ra ngoài, 47.000 người đang chờ đợi bên ngoài, có thể xông vào rồi. Đến lúc ấy, dù có là tiên đồng giáng thế, cung đường hỏng đuổi kịp được vô đế. Đi tưởng sắp lao ra được khỏi cửa cung, thì cánh cửa vô đang đóng chặt đó, lại bị người đẩy ngược trở vào. Chỉ thấy một đại quân, đã đứng về quanh một lưu triệt khác, ngồi ung dung trên ghế rộng. Vô đế mới xuất hiện này, lạnh lùng điền mấy trăm con người đã đứng bên trong cánh cửa quát lên. Phản đồ, giả dạng thành chấm, muốn mưu đồ xoát ngôi vua hay sao? Thái giám đứng bên cạnh vũ đế này chứ là tên thái giám vừa mới truyền tin cho Chu Kha. Thấy hai kẻ đứng cùng nhau, Chu Kha nhanh chóng hiểu được mọi chuyện. Hòa ra tất cả đều là thủ thuật che mắt để dành cho thời khắc này đây. Tên thái giám tổng quản kia Chính là người hầu của Lầu Vân Thiên Vừa rồi Hắn ta đến truyền chỉ Cũng đồng thời Giao đại quân 47.000 người Cho hoàng đế giả mạo Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược Thế cả Chu Kha Cả Lưu Triệt đều ngần ra đấy Hoàng đế giả mạo Ngồi trên ghế rộng cười khẩy bảo Tội miêu phản không thể dung thứ được Công thủ đâu Bắn vạn tên cho chấm Hoàng đế giả vừa dứt lời Mấy trăm người bên cạnh Liền dương cung lắp tên lên Chỉ đợi một hiệu lệnh cuối cùng Để tông tiến tính mạng Của vị hoàng đế Đến bên trong cửa cung kia Hết trường 63 Trường 64 Cuộc chiến ngược Chuyển ngữ Giang hồ cứu nguy Khi cung tên đối diện sắp bắn tới Lưu Triệt ngồi giữa vòng vây bảo vệ Của Chu Kha Và nhóm cấm vệ quân lại vỗ tay Và nói với kẻ tướng mạo y hệt mình bên trong đại quân kia. Kế rất hay, thế này thì cấm quân trong kinh thành đều rơi vào tay ngươi hết. Dù trầm còn chiêu dự phòng nào cũng không thể chịu nổi một xiên của đại quân trước mặt. Nhưng trước khi vạn tiễn của nhà ngươi cùng bắn, có thể để mặt chấm là người sắp chết, để chấm đều nhìn thấy dung mạo thật của nhà ngươi không. Ta muốn biết cuối cùng Giang Sơn Đại Hán này rơi vào tay ai. Lưu Triệt nói xong, Hoàng đế giả ngồi trên ghế rồng ở phía đối diện liên cất tiếng cười, phun ra hai từ bắn tên. Hai từ vừa rời khỏi miệng, mây trắng mũi tên đồng thời bay về phía bọn họ. Mai thầy hầu hết số cấm vệ quân đang chắn trước mặt Lưu Triệt đều mang khiên mây trên lưng, dây mây dệt lên khiên đều là dây mây từ núi sâu rừng thẳm, lại được ngâm trong dầu cây chậu nhiều lần, vô cùng mềm dẻo chống đao kiếm cực tốt mệnh lệnh dân cung lắp tên của phe đối diện vừa được ban ra thì chu kha cũng chỉ huy cấm về quân hạ khiên chắn trước mặt lưu triệt bọn họ trốn phía sau khiên mây dù đằng trước có mưa kiếm ập tới cũng không thể chạm được vào người lưu triệt có vẻ hoàng đế giả ở đối diện đã tính trước được tiết mục này thế tên bắn khó có hiệu quả thì cười gằn Thông thả nói với tướng quân đứng bên cạnh Tiếp tục đi Để chấm xem thủ đoạn của các người thế nào Tương quân kia hành lễ Rồi gọi ra hơn 3.000 người trong đại quân Chỉ một lát Nhanh quân 3.000 người Tạo thành đội hình tấn công Theo hiệu lệnh của viên tướng kia Nhanh quân này dương cao thương kích Xông vào đội cấm vệ quân của Chu Kha Khi 3.000 binh lính xông đến Có tướng sĩ cấm vệ quân Lo đầu ra khỏi khiên mây Để dùng thuật pháp để tấn công Đúng lúc này mưa tên bắn tới Giết người ngay tại chỗ Chu Kha đành phải lệnh cho tướng sĩ dưới trướng lùi về Đồng thời đóng cửa cung lại Tổ xấu gì Ở bên trong còn có thể cầm cự được 15 phút Hy vọng trong thời gian ấy Sẽ có kỳ tích xuất hiện Chu Kha vô định dùng thân phận thông lĩnh cấm quân của mình Ra lệnh cho tướng quân ở đối diện Nhưng sau khi Nhìn qua khe khiên mây mới thấy Tất cả tướng quân đang canh giữ bên cạnh hoàng đế giả Đều là người lạ mặt không những vậy 3.000 binh lính xung phong sông lên Cũng không mặc trang bị của quân đội nhà Hán Xem ra tên hoàng đế giả này Đã mưu tính từ rất lâu rồi Vì lo sợ không điều khiển được binh lính Hắn ta còn điều quân của mình Trà trộn vào trong quân doanh Thời điểm bắn tên vừa rồi cũng tương tự Trong đại quân 47.000 binh lính Chỉ có vài trăm kẻ dương cung lên thôi Chỉ có vài trăm kẻ dương cung lên thôi Có thể thấy chưa tới phút cuối Hoàng đế giả cũng chưa dám sử dụng đại quân này Sau khi đóng cửa cung lại Không cần phải trốn phía sau khiên bay nữa Chu Kha tàu lên với Lưu Triệt Bà bệ hạ Trường mặt chỉ còn kế Để hai vị đại phương sĩ ngô Và quy tiên sinh rất ngại rời khỏi kinh đô Đến vùng Trung Du Hoàng Hà Tìm đại tướng quân vệ thanh Trong tay vệ thanh Còn 20 vạn nhân mã Hắn là anh vợ của ngài Nhất định sẽ có biện pháp nhận người khi ấy chỉ cần hạ chiếu chỉ cần vương điều động binh mã khắp thiên hạ đánh ngược về trường an là được vô dụng lưu triệt không hề có một chút hoảng hốt hay lo âu hắn lạnh lùng nhìn về phía cửa cung đã đóng chặt cất tiếng cười rồi nói <cười> văn võ bá quan đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn vệ thanh và hai mươi vạn binh mã luôn ở ngoài kia nhưng chỉ cần tên nghịch tặc này hạ một đạo thánh chỉ giả xuống thì đừng nói là binh mã khắp thiên hạ Trầm có thể nhìn thấy vệ thanh hay không Còn chưa chắc nữa kìa Khi nói những lời ấy Trên mặt lưu triệt Chẳng một chút buồn khổ nào Mà còn có nét cười kỳ quái Giống như đang xem một vở kịch Sắp đến hồi kết thúc vậy Bây giờ trận chiến của phái tu sĩ đã có kết quả Sau khi thấy vua đế quay trở lại Quang Hiếu lập tức thoát thân khỏi 3.000 binh lính cản đường rồi biến mất không chút tung tích Gần như Ngay khi Quảng Hiếu biến mất Trường kiếm trong tay đệ tử quán vô danh của hắn cũng phóng về phía ngô miễn Khi sắt nhanh chóng trồm lên dư lấy thanh kiếm này Chỉ trong một tích tắc phân tâm Quán vô danh cũng đã đôi gót Quảng Hiếu biến mất Kẻ xui xẻo nhất là Huyền Minh và Tần Bất Hiếu Ban đầu họ đã thống nhất với hai thầy trò Quảng Hiếu là Sau khi Quảng Hiếu sắp thoát thân sẽ lập tức quay lại hỗ trợ bọn họ để cả bốn có thể cùng trốn thoát. Ai ngờ bây giờ hai thầy trò kia lại cầm tay đánh lẻ. Bỏ mặc Huyền Minh và Tần Bất Hiểu, hai người này đang phải tự lo cho nhau. Cả hai đều vận hết sức lực còn lại, mong đẩy lùi đối thủ đang chiến đấu với mình là Quy Bất Quy và Hòa Sơn. Chỉ cần có thời điểm sơ hở, họ sẽ chạy thoát được. Thế nhưng bọn họ nghĩ quá đơn giản. Sau khi hai thầy trò Quảng Hiếu bỏ chạy Ngô Miến và Nhậm Tam Khỉ sắt được rảnh rỗi lại sông đến Chưa kể trong quảng trường Vẫn còn 3.000 binh lính và cấm về quân 3.000 người được Chu Kha chia ra Đứng canh chừng mỗi cửa cung Đề phòng phản tạc bên ngoài Sẽ tấn công vào trong lúc hỗn loạn 3.000 binh sĩ này Vừa là chứng cứ của hoàng đế giả bên ngoài Để chứng minh Chu Kha Bên trong miêu phản Đã định rằng sẽ chôn cùng với Lưu Triệt nhưng có thêm bọn họ ở đây Ít nhiều gì cũng cầm cự được thêm một chút nữa Khi ba ngàn quan quân đang bận dối dít Ngô Miễn đã dẫn nhóc nhầm tam Và khỉ sắt đến áp đảo Huyền Minh Huyền Minh phải đối đầu với một quy bất quy Còn chưa dùng hết sức lực Mà đã choáng ngợp lắm rồi Bây giờ lại thêm cả Ngô Miễn Khiến hắn ta chật vật đến suýt thì phải thổ huyết Hắn không thể nghĩ nhiều được nữa Có bản lĩnh dâu diếm gì Đều lôi hết ra thượng sư đại nhân phun cả mồm đầy máu về phía quy bất quy số máu tươi này nhanh chóng biên hóa thành hình dạng giống người xông vào giữa ông giả và ngô miễn hình người được tạo thành từ xương máu kia không có thực thể gậy như ý quật xuống không có tác dụng quy bất quy vừa nhìn thấy thế lập tức không nói nửa lời thoát cái đã lùi ra xa bảy tám trượng ngay khi ông giả chạy trốn đám máu hình người cung phồng lên ngô miễn phát hiện ra bất thường thì sự cũng đã rồi. Đám máu hình người đó phát nổ, vụ nổ thổi ngô miễn và con khỉ sắt lùi đi ba bốn trường. Nổ tạo thành thương tích thì không nói làm gì. Nhưng sau khi phát nổ, vết máu văng tứ tung, phần lớn bám trên người ngô miễn. Mò mẹ tàn đi thì cũng nhận ra Huyền mình đã tranh thủ vụ nổ để dùng độn pháp ngũ hành chạy rồi. Ngô miễn khó chịu nên khắp thân mình nhảy nhụa vết máu. y chút bỏ áo ngoài Hè mắt sang ông già đang cười đều ở đằng xa. Ông già, cởi quần áo ra, chúng ta đổi. Sao lại có kiểu như vậy hả? Quy bất quy trỏ vào đám cấm về quân. Quần áo của ông già này không hợp với người. Người ngắm tên có dâu kia kìa. Tạ người giống hệt nhau nha. Quân phục của hắn vẫn còn mới. Đông lạ vừa hay cho ngươi Có cởi không Ông già còn chưa lại nhảy xong Giọng ngô miễn đã trầm xuống Y đợi dây lát lại nói tiếp Chuột pháp thuật đấy của ông Chắc cầm cự được thêm 20 năm Nhưng thứ ông muốn tìm 20 năm Chưa chắc đã tìm thấy đâu Ngồi bên chỉ nói ám chỉ Vì đang ở gần Hòa Sơn và Quảng Nhân Già Xong quy bất quy Vân hiểu thanh niên tóc bạc Nhắc tới chuyện trong quỷ môn quan Ông già nhớ ra Mình chưa giải trừ phong ấn thuật pháp ngày nào Thì ngày ấy còn chưa thể cãi lời ngô miễn Bèn đau khổ Hít vào một hơi Sau đó cởi bỏ quần áo của mình Đưa cho ngô miễn Nhận về bộ quần áo toàn bao me của y Ông già đành hô lên với tướng sĩ ở gần đó Đến đây Thần tiên có phúc muốn bàn cho người đây Trong lúc ngô miễn thông thả thay đồ Quảng nhân giả Đang đánh nhau ở Mỹ với tần bất hiếu Ở phía đối diện Hết về phía đằng này Các người có thể đến hỗ trợ không Tần bất hiếu đã điên cuồng Ban mạng với hắn và hòa sơn Tần Điền còn đánh chết gã Hòa Sơn kia, Cũng không bao giờ cất lời cầu cứu như vậy với Ngô Miễn, thế nên chỉ có Quảng Nhân giả mở miệng thay. Tần Bất Hiểu đúng là đã phát điên rồi, từ cơ thể ông ta tản ra một lớp ánh sáng màu đỏ lờ mờ. về thanh kiếm bạc đã rơi vào tay Quy bất quy, nên Tần Bất Hiểu chỉ còn cách dùng chính cơ thể mình làm vũ khí đánh văn cược cuối cùng với Hòa Sơn. Hết trường 64 chúng ta cùng nghe tiếp chương 65 Trước vở diễn Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy Kẻ ngồi ở cây ghế vàng Bậc ba của Lầu Vân Thiên này Quả thực liều lĩnh Lại dùng chính cơ thể mình Liều mạng với Hòa Sơn Và Quảng Nhân Giả Không cần biết là thứ gì Cây cối gạch đá Hay hoa cỏ chim muông Chỉ cần chạm phải lớp ánh sáng màu đỏ Tỏa ra từ cơ thể tần bất hữu liền hóa thành một sợi khói xanh rồi tan biến trên người hòa sơn đã có nhiều vết thương Quần áo cũng đã rách là tả Qua nửa số thương tích này Là cản đòn cho quảng nhân giả Giờ chỉ có thể chất trường sinh Để đương đầu với lớp ánh sáng màu đỏ kia thôi Dù chỉ là chạm đến một chút Quay nhiều độn thuật ngũ hành Ngay khi tần bất hiếu chuẩn bị trốn thoát Thì cũng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của Hòa Sơn Thế nhóm ngô miễn đã tới gần Hòa Sơn liền tránh khỏi đường lao đến của tần bất hiếu Tranh thủ lúc lấy hơi nói với ngô miễn và quy bất quy kẻ này điên rồi hắn dùng thuật hoàng diễm tự thiêu đốt linh hồn của chính mình đừng chạm vào hắn ngô miễn đã từng gặp cái tên hoàng diễm này trong sách cổ mà từ phúc để lại cho y đây là một loại tà thuật thiêu đốt hồn phách của chính mình để có thể tăng giới hạn thuật pháp của chính mình tới mức tối đa y chưa bao giờ tin có kẻ ngu muội đến mức tự đốt cháy linh hồn của mình Bởi nếu để một linh hồn bị hư hại Không tu dưỡng qua mấy kiếp sống Thì không thể phục hồi lại như cũ Tận bất hiệu dám liều mạng như thế Là vì ông ta biết bí thuật chữa lành linh hồn Nhưng lúc này Ông ta lại rơi vào thế Đâm lao phải theo lao Dù có thể chữa trị cho linh hồn Thì cũng không thể phục hồi kịp Theo tốc độ thiêu đốt kia Việc chiến đấu trực diện Chẳng còn cần thiết nữa chỉ cần Ngô Miễn và Quy Bất Quy tham gia vào nhóm Sau đó cản đường thoát của Tần Bất Hiếu Thì không bao lâu sau Linh hồn của ông ta sẽ bị thiêu rủi Tần Bất Hiếu đã cảm giác được Sự hỗn loạn ngày càng lớn hơn trong lòng mình Ngay khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy Chuẩn bị nhập vào nhóm Tần Bất Hiếu liền gầm lên Tiếng gầm không khác nào giá thú Ông ta phủ phục xuống đất Bôn trì trống lên Miệng chảy rãi thành dòng Hai mắt long sòng sọc đồng tử không hề chuyển động nhìn chừng chừng vào những người phía trước nếu con nhậm tam định chạy tới hong hớt thấy thế liền giật mình đánh thót thằng bé chạy một mạch ra đằng sau khỉ sắt rồi mới thò đầu ra từ dưới háng con khỉ nhìn tần bất hiệu đang gầm gào sợ hãi nói làm người đang tốt bảo biến thành thú vật là biến thành thú vật được nhân sâm rất sợ những thể loại thú vật như thế đây bài mới có thứ người sợ đấy nhỉ kể từ lúc tần bất hiếu biến đổi nhưng người đứng ở gần đều tàn ra ông già quy bất quy giờ đang ăn vận như một ông lính già chăm chú quan sát tần bất hiếu miệng thì nói tiếp với nhầm tam linh hồn của họ tần sắp cháy hết rồi hắn đã rơi vào cõi xúc sinh cái tên lịch sự thái quá ấy chẳng quay lại được nữa đâu ông già vừa nói tới đây tần bất hiếu đang nằm bỏ ở đằng xa đột nhiên giống dài Rồi vẫn hết sức lao đến Sau khi mất đi lý trí Ông ta liền điên cuồng thiêu đốt phần linh hồn còn sót lại của mình Lớp ánh sáng màu đỏ phủ quanh thân Đã lan rộng ra phạm vị hơn nửa mét Còn có một lớp xương mở màu đỏ thẫm dần bay đi Quỷ bất quỷ không hề chủ quan Khi đối đầu với tần bất hiểu Ngay khi cả này trồm đến Bóng ông già cũng biến mất Sau cú vồ hụt Tần Bất Hiếu lại chuyển sang mục tiêu mới là Ngô Miễn. Người đang ở gần nhất. Cùng lúc Tần Bất Hiếu sông lên, Ngô Miễn đã rút ra một thanh trường kiếm chín đoạn từ trong không khí. Dù đều là phạm khí do Bách Ly Hy chế tạo ra, Điện Y lại không dám bảo hiểm sử dụng cây gậy như ý đã xài quen tay. Ngô Miễn ném kiếm vào Tần Bất Hiếu và lập tức lùi về phía sau. Trường kiếm tiếp xúc với lớp ánh sáng màu đỏ trên thân mình tận bất hiểu, tuê ra ánh quang trói mắt. Tận bất hiểu chẳng khác nào, giá thú giống lên the thế. Thành kiếm chín đoạn đâm trúng cơ thể ông ta. Nhờ cùng chỉ là đâm trúng mà thôi. Chớp mắt trôi đi, thành kiếm cũng biến thành một làn khói xanh, rồi tan mất hệt như những sự vật khác. Dù có là pháp khí, do vị đệ nhất luyện khí sư đương thời chế tạo, thì cũng chỉ cầm cự được thêm mấy giây nếu để bách ly hy trông thấy người phá hỏng pháp khí của lão như vậy kiểu gì lão cũng phát rồ với người đấy trường kiếm chín đoạn tan thành mây khói làm lòng quy bất quy đau như đứt từng khúc ruột ông già không dám chê trách ngô miễn chỉ có thể lôi bách ly hy đang ở ngàn dặm xa xôi ra mà đã xoáy y ngô miễn đã lùi đến vị trí an toàn cười khẩy nhìn quy bất quy rồi bảo ông nên cảm tạ bách ly hy thì hơn nếu không có pháp khí của lão vừa rồi ta đã lôi ông đến rồi Lục quỳ và miễn tán nhảm tần bất hữu lại đổi sang mục tiêu mới là hòa sơn và quảng nhân giả cô ném kiếm vừa rồi của ngô miễn không làm gì được tần bất hiểu nhưng cơn đau vẫn khiến kẻ đã mất lý trí này e sợ không dám quấy quá thanh niên tóc bạc nữa chọn lựa một vòng mục tiêu đổi thành hòa sơn mái tóc đỏ rừng của gã này gai mắt quá đi thôi Khảo Hà Sơn và Quảng Nhân Giả Đều có kinh nghiệm vừa đánh vừa né Với tần bất hiếu từ trước Hai người không trần chờ Địch vừa lao lên Cả hai đã biến mất từ lúc nào nếu Tần Bất Hiếu còn chút trí khôn Thì khoảnh khắc này Chính là cơ hội chạy trốn tốt nhất Chỉ tiếc nó đã bị thiêu đốt Theo phần linh hồn đã cháy rụi kia rồi Tần Bất Hiếu dạng dã thú Không chống chọi được bao lâu Thì lớp ánh sáng màu đỏ trên thân dần mờ đi Chính ông ta cũng từ từ gục xuống mắt vô thần nhìn thẳng vào không khí mẹ ân thỉnh thoảng sẽ giết ra mấy âm thanh không rõ khi lớp ánh sáng đỏ hoàn toàn biến mất tần bất hiếu cũng hoàn toàn bất động cơ thể của ông ta vẫn còn sức sống nhưng linh hồn bên trong đã hòa vào trời đất rồi nên vẫn đứng hàng thứ ba của lầu vân thiên vinh viên trở thành quá khứ khi linh hồn của tần bất hiếu cháy sạch ở cửa cung phía đối diện cũng bị binh lính bên ngoài phát tan Quân dưới chướng Chu Kha Thiên về tấn công Không hợp phòng thủ Lại thêm việc cửa cung không vững như cửa thành Không có địa thế nên từ cao xuống Để chấn thủ Thế nên dù đã có 3.000 quân sĩ hỗ trợ Bọn họ vẫn không thể giữ cửa Được lâu dài Sau khi cửa cung bị trục phát thành Đâm vỡ Đội quân xung phong của Hoàng đế giả Lập tức xông đến đối với cấm vệ quân Và 3.000 binh lính phía bên trong song phương hôn chiến Cầm quân liền mất đi ưu thế tấn công tầm xa mai thầy có chu kha chỉ huy 3.000 binh lính bảo vệ phía trước cấm quân Dùng 3.000 người này Như bức tường thịt Đội quân tu sĩ nhanh chóng lấy lại ưu thế Giới hàng loạt thuật pháp Đánh lên như vũ bão Kẻ tấn công ngã xuống hết lượt này Đến lượt khác Nhưng dù vậy vẫn không một ai dám thối lui Tận bật hiệu đã đi đời Ngô miến vào quy bất quy Tính cả hòa sơn và đồng bọn lập tức tham gia vào trận chiến. Bọn họ vừa gia nhập, thế trận lại càng thêm thiên về tấn công những kẻ đang xông vào bên trong cửa cung. Chẳng mấy chốc, 3.000 binh lính xông vào trong đã bị thanh trừng hết. Từ thi trên đất đếm không xuể. Bên phe đối phương không còn ai có thể đứng vững được nữa. Quả nhiên là đến có chuẩn bị mà. Bây giờ hoàng đế giả đơn giờ mấy vạn người mới cất tiếng Xem ra chấm đã đánh giá thấp đám nghịch tặc các ngươi Càng là như vậy Các người càng chống mắt lên Nên đại quân dồn đến không còn một ngọn cỏ Là như thế nào đi Nói tới đây Hoàng đế giả quay sang Bảo với thái giám tổng quản Đã đứng bên cạnh Chuyện ý chỉ của chấm Toàn quân đánh vào tế đàn Giết hết nghịch tặc bên trong Không cần luận tội Lời này nghe như đang giao thánh chỉ cho thái giám Thực ra là nói với các tướng lĩnh chỉ huy đại quân phía sau. Bên trong cánh cửa kia nói thế nào thì cũng có một thông lĩnh cấm vệ quân Chu Kha. Lại thêm một vị hoàng đế giống hệt người ngồi ghế rồng bên này. Hay là ai chứng kiến đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Giờ để cho các tướng lĩnh trơ mắt đứng nhìn ba ngàn người chết không nguyên cớ. Từ đó hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình. Lại ban thêm một đạo thánh chỉ. Coi như bọn họ có nghi hoặc thì cũng chỉ có thể nghiến răng mà chỉ huy binh mã của mình xông lên thôi. Các tướng lĩnh liền truyền mệnh lệnh xuống dưới, chỉ cần một chỉ dụ của hoàng đế giả, tất cả sẽ ảo vào trong như sóng thần. Đúng lúc này, Hán Vũ Đế đang được Chu Kha hộ giá, bỗng bật cười, trao đổi ánh mắt với Quy Bất Quy, sau đó nói với ông già. Kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Hết trường 60 kết thúc phần đọc của ngày hôm nay kịch hay ở đây là gì chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại